AB110, máy yếu hao xăng, chạy bị rung đầu nha anh em. Qua tiệm xe Khánh làm máy lại nha anh em. Bao mảnh bóc tiết kiệm xăng cho anh em. AB lắp 110 nha anh em ha. Đời thả đèn nha anh em. 2012. Đây. Đang tháo máy ra để làm máy lại cho anh em. Bao mảnh bền bóc tiết kiệm xăng. Không rung đầu nha anh em. Bao hết rung đầu cho anh em. Anh em nào chạy xe mà máy yếu hao xăng bị rung đầu, cứ qua tìm chiếc xe Khánh ha. Có nhận làm nồi làm máy hết cho anh em. Anh em tới địa chỉ tiệm chiếc xe Khánh 462-15 đường 3 tháng 2, phường 2, quận 10 nha anh em. AB110 FI nha anh em. Đợi được con FI ha. Nay ngày 30 tháng 12 anh em. Gần Tết anh em ha. Anh em tranh thủ vào sớm ha, tới địa chỉ 462-15. Thời gian mở cửa từ 8 giờ tới 5 giờ nha anh em. Đợi con xíu. Đi làm 2 rưỡi nha. Làm cái này chạy ngon rồi. Thay phục luôn hả? Anh em ở xa liên hệ Khánh ha, 0389910535. Khánh nhận xe làm cho anh em. Còn anh em muốn mua phụ tùng thì cũng liên hệ Khánh ha. Nhận ship hàng toàn quốc. Cần Tết anh em tranh thủ qua sớm ha. Có nhận sơn xe dọn chỉ cho anh em chơi Tết luôn ha. Tết xe rất là đông. AB110 nha nè. Có nhận là máy cả các loại xe tay ga nha nè. Xe số tay ga mô tô là nhận làm hết nha. Nó gấp lên full 125, 135, 150, 175, 200, 250 luôn nha. Đây. AB lắc 110. Điện 47 anh em ha. Đây, chào tất cả anh em. Anh em cứ qua tìm ha. Khánh làm hết cho anh em, bao ngon lành cành đào.